Tụi con muốn ra ngoài hả? Mấy con này nên thả bên ngoài cho đi chơi rồi cho dễ. Ê, cái con này con gì đẹp quá vậy? Chim chỉ, nó xinh ăn á. Nhưng mà nó sao cái đuôi ngắn vậy? Đây, để anh cho tụi em một miếng dừa. Bác có miếng ngọt. Đây. Không, để đó đây thôi. Đâu lấy được đâu. Mình để sẵn trong trong túi cho mẹ. Tuy ôn mà bị phạt gì? Tiên cá không giờ bị phạt á. Không xuống luôn, chính trọng luôn rồi. Cái này chịu không được. Đó. Lại ăn nè. Bổ. Cái này có thêm con cá xí sọng kìa. Con cá xí sọng. Ăn. Nó mấy khô lắm nè. Con để miếng dừa lên đây là mấy con chim trên này ăn. Đứa nào thông minh xin ăn thì mình mới cho ăn. Con này là gà rừng đúng không? Kìa nó kêu. Con gà lô trắng hả? Sao đẹp vậy? Cái này đây hả? Ừ, nó đang tắm trên kia. cầm miếng dừa chạy kìa. Khoái rồi, khoái ăn dừa rồi. Chụp cho bà nào đi. Những bạn thông minh mới được Tiêu Na cho ăn nhá, xin ăn là mới được cho nhá, không xin ăn Tiêu Na không cho đâu nhá. Hồng hoàng to luôn. Đây là chim hồng hoàng. Bên Trung Quốc rất thích mua loại chim này nha. Đây, chim này rất là bự. Hồng hoàng Việt Nam nha. Hiện tại thì cũng đã tuyệt chủng rồi, chỉ có bên Campuchia là còn chim hồng hoàng thôi. Thì Trung Quốc mua một em như vậy là khoảng 35 triệu. Hy vọng các anh em làm bảo vệ động vật hoang dã thì cố gắng bảo vệ những cái loài vật quý của Việt Nam mình. Bởi vì những con này mất đi rồi, mốt không có nữa. Chim quý nhiều quá ha. Tụi em lúc trước sống trong rừng, giờ tụi em vô sở thú làm những nghệ sĩ. Bé dưỡng xám kìa. Con múa cho mình xem kìa. Yeah. Thiệt là may mắn. Nhưng mà con là lông bị cá bị gãy. Vượn xám. Mình tới cái nó khoe á. Thưởng. Dừa. Thưởng cho một miếng dừa. Bỏ vô sao? Đây cho em. Ủa? Đâu có cho mà tới luôn. Trời sao cái lòng công này cao hơn vậy? Ước gì cao được 1m85. Dưỡng ơi, nè của con. Nè. Ê, quay tôi rồi. Để tôi bắt trong đấy đó. Tình yêu với động vật. Trong đợi kìa. Vậy cho tôi miếng chuối. Miếng chuối. Em lấy đi. Đây được có lấy. Thôi ra, nè, đi ơi. Nó hoài. Ủa, đó là con chim tinh. Cứ để đấy tự nó kéo vào rồi. 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 Tự nó kéo vào rồi. Khoái. Nếm thôi chứ đừng ăn. Nó bụng mà. Nó không như chị. Con nhát
vô con nó đóng lại khỉ ăn lẹ hơn mấy anh Dượng thì nhau cướp luôn. Dạ rồi. Trời ăn dễ thương không kìa. Kìa nó rớt kìa. Rớt ngoài luôn rồi nhé.